Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh G-Series. Nhân vật kỳ này chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị là tướng Hoàng Cơ Minh và những ngày cuối của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Người đã thành lập Đảng Việt Tân, tự vẫn khi xâm nhập Việt Nam thất bại. Trước khi nghe về tiểu sử của ông ta hãy tặng chúng tôi một đăng ký kênh quý vị nhé. Không để quý vị chờ lâu nữa. Kính mời quý vị nghe tiểu sử của nhân vật kỳ này ngay sau đây. Chiến hữu Hoàng Cơ Minh sinh tại Hà Nội năm 1935 trong một gia đình văn học thuở thiếu thời trong những năm ở tiểu và trung học ông còn theo học hàng tuần lớp chữ nho do việt nam văn hóa hiệp hội tổ chức ban giảng huấn gồm những bậc khoa bảng thời đó như quý cụ bảng nhẫn nguyễn can mộng và các cụ cử ngô thúc địch trần lê nhân và cụ tử long lê đại tại trường trung học chu văn an ông là một học sinh xuất sắc đồng thời tham gia tích cực vào các sinh hoạt thể thao của nhà trường sau khi tốt nghiệp trung học ông theo học trường đại học khoa học thuộc viện đại học hà nội chẳng bao lâu thì xảy ra việc chia đôi đất nước bởi hiệp định geneva ông đã theo làn sóng của một triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam, cùng với đoàn sinh viên Đại học Hà Nội vào trung tuần tháng 8 năm 1954. Năm 1955, ông quyết định rời bỏ đèn sách, tình nguyện nhập học trường sĩ quan Hải quân Nha Trang. Ra trường với cấp bậc thiếu úy, ông được phục vụ tại các hải đoàn sung phong, hoạt động tại các kinh dạch tiền giang và đã tham dự chiến dịch rừng sắt tấn công vào xào huyệt của loạn quân Bình Xuyên. Cũng trong thời gian này vì can thiệp cho một số chiến hữu thuộc quyền, mà ông cho là đã bị bắt giữ trái phép. Đời binh nghiệp của ông Tưởng đã gãy đổ với gần 2 tháng tù tại nhà giam Chí Hòa. Thời gian bị khó khăn với Pháp Đình cũng là cơ hội để ông làm quen với nhiều tù nhân chính trị danh tiếng hồi đó như Hồ Hữu Tường. Trần Văn Ân đồng thời có thì giờ và nhu cầu nghiên cứu tài liệu về luật. Khi được phóng thích, ông trở về quân ngũ, đồng thời ghi danh theo học tại Đại học Luật Khoa Sài Gòn và tốt nghiệp năm 1959. Năm 1959, Ông qua Hoa Kỳ tu nghiệp 2 năm tại trường hải quân US Naval Postgraduate School tại Monterey, California. Năm 1961, ông mang cấp bậc hải quân đại úy và phục vụ trên các chiến hạm với các chức vụ hạm phó, rồi hạm trưởng các giang pháo hạm và hộ tống hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Sau một thời gian phục vụ trên các chiến hạm ngoài biển, ông được thuyên chuyển về trường hải quân Nha Trang với chức vụ chỉ huy phó. Năm 1964, ông được chỉ định làm tùy viên hải quân. Rồi tùy viên quân lực tại tòa đại sứ Việt Nam tại Đại Hàn, mang cấp bậc thiếu tá và làm công việc của một sĩ quan cấp tướng. Hai năm phục vụ tại Đại Hàn của ông đã là thời gian làm việc không ngơi nghỉ, vì đây cũng là thời gian có sự tham dự ồ ạt của các quân đội đồng minh tại Việt Nam, trong đó phải kể hai sư đoàn Thanh Long và Bạch Hổ của Đại Hàn. Sau hai năm phục vụ tại tòa đại sứ Việt Nam tại Đại Hàn, ngày rời nhiệm sở, ông đã nhận lãnh phần an ủi tinh thần thật lớn. Ông là người Việt Nam đầu tiên và là người ngoại quốc thứ 14 nhận lãnh huy chương cao quý nhất của Quốc hội và Tổng thống Đại Hàn, dành cho những người ngoại quốc mà hầu hết là các nguyên thủ quốc gia. Sau khi hết nhiệm kỳ 2 năm tại Đại Hàn, ông được Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa cho lựa chọn hai quốc gia để tiếp tục nhiệm vụ tùy viên. Hai quốc gia đó là Trung Hoa Quốc gia và Tây Đức, song ông đã từ chối và xin trở về phục vụ trong đại gia đình hải quân. Về nước ông được cử làm trưởng phòng chiến tranh chính trị tại Bộ Tư lệnh Hải quân với cấp bậc trung tá thời gian phục vụ tại Tòa Đại sứ Việt Nam tại Đài Hàn và thời gian làm trưởng phòng chiến tranh chính trị quân chủng hải quân đã đưa tới cho ông những nhận định chính trị, những quan niệm tích cực về xây dựng đất nước. Ông đã cùng một số bạn trẻ gồm cả thành phần quân đội lẫn dân sự lập ra một tổ chức chính trị sinh hoạt kín có tên là Lực lượng Quần chúng Việt Nam Tự Giải Phóng. Hai trong số các cộng sự viên của ông vào hồi đó là bác sĩ Nguyễn Đàn Quế, hiện đang là nhân vật đối kháng nổi danh trong nước và giáo sư Hoàng Cư Định, một cán bộ lãnh đạo của Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Năm 1969, khi chiến trường khắp nơi sôi động, ông đã được đề cử làm tư lệnh phó rồi tư lệnh lực lượng thủy bộ với cấp bậc đại tá. Lực lượng thủy bộ thuộc quân chủng Hải quân là lực lượng tổng trừ bị với bộ tư lệnh đóng tại Cần Thơ, có nhiệm vụ chính yếu là yểm trợ chiến trường miền Tây, mở các cuộc hành quân phối hợp với các đơn vị bộ binh, sử dụng lực lượng cơ hữu gồm những chiến đỉnh, khinh tốc đỉnh đánh thẳng vào mật khu địch tại vùng U Minh, Cà Mau. Năm 1973, ông dày lực lượng thủy bộ nhận lãnh trách vụ tư lệnh vùng hai duyên hải với bộ tư lệnh đóng tại bán đảo cam danh tiếp nhận những căn cứ hải quân do hoa kỳ bàn giao lại và lãnh trọng trách bảo vệ một phần hải phận việt nam năm 1974 ông được vinh thăng phó đề đốc hải quân là một trong những tướng lãnh trẻ của quân lực việt nam cộng hòa và là sĩ quan đầu tiên lên hàng tướng lãnh trong khóa sĩ quan hải quân năm 1955 vào những ngày đen tối nhất của lịch sử trước ngày di tản ông đã lần lượt được chỉ định làm tư lệnh tiền phương của quân đoàn 2 tư lệnh mặt trận Phú Yên Bình Định, tư lệnh mặt trận Phan Giang Phan Thiết Người thay thế ông trước khi Phan Giang thất thủ là tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, nguyên tư lệnh quân đoàn 4. Trong những ngày sau cùng của tháng 4 năm 1975, trước thực trạng của đất nước, ông đã cố gắng vận động những dân biểu và thượng nghị sĩ thân hữu trong mục đích bỏ phiếu trao trách nhiệm điều động đất nước cho quân lực thay vì cho Dương Văn Minh. Vì ông nhận thấy lúc đó chỉ có quân lực Việt Nam Cộng Hòa là niềm tin chót để cứu vãn tình hình và cương quyết chống cộng. Tuy nhiên kết quả đã không như ý muốn và hậu quả thì chúng ta đều biết. Những ngày đầu tị nạn trên đất Mỹ, ông đã được dành cho một số quyền lợi viết quân sự hay đi thuyết trình. Ông đã từ chối những trợ giúp cá nhân đó để làm một nghề thật tầm thường, nghề thợ sơn. Với nghề này, mỗi năm ông chỉ cần làm việc trong vòng 6, 7 tháng. Thời gian còn lại ông dùng để đi từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, từ Hoa Kỳ sang Nhật Bản, sang ra Ná Đại để liên lạc, móc nối, tổ chức những người tâm huyết mang quyết tâm giải phóng tổ quốc. Ông đã thành lập lực lượng quân nhân Việt Nam hải ngoại. Sau đổi thành lực lượng quân dân Việt Nam hải ngoại, trước khi giải thể để hình thành mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam. Trong vai trò lãnh đạo mặt trận, ông đã cùng các chiến hữu tiên phong trở về lập khu chiến để mưu cầu giải phóng đất nước, một trách nhiệm mà đất nước và dân tộc đã dành cho ông, trách nhiệm của một công dân Việt Nam. Ông cũng là chủ tịch sáng lập Việt Nam canh tân cách mạng Đảng. Ngày 10 tháng 9 năm 1982, tại căn cứ này ông đã tổ chức đại hội lập ra Việt Nam canh tân cách mạng đảng gọi tắt là Đảng Việt Tân, đưa ra cương lĩnh, xác định mục tiêu là xóa bỏ chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Ngày 27 tháng 12 năm 1983, ông lập ra đài phát thanh Việt Nam kháng chiến và cho xuất bản tờ báo kháng chiến bằng tiếng Việt, phát hành tại Mỹ và nhiều nước khác. Từ năm 1983 đến 1985, Ông và các trại tị nạn người Việt trên đất Thái Lan tuyển mộ được 200 người đưa về căn cứ để huấn luyện và lập thành 4 quyết đoàn mang bí số 7684, 7685, 7686, 7687. Mỗi quyết đoàn có quân số khoảng 50 người. Ngày 24 tháng 2 năm 1982, tại chiến khu U Đông, ông họp báo công bố cương lĩnh chính trị và sau đó bắt đầu tổ chức những đợt hành quân đông tiến xuyên Lào trở về Việt Nam. Năm 1985 ông tổ chức cho Đặng Quốc Hiền, tư lệnh lực lượng vũ trang kháng chiến dẫn đầu 40 binh sĩ trở về Việt Nam. Toán xâm nhập bị quân Lào chặn đánh, Đặng Quốc Hiền bị giết. Ngày 15 tháng 5 năm 1986, ông tổ chức cuộc hành quân Đông Tiến Y giao cho Dương Văn Tư, tư lệnh thay Đặng Quốc Hiền dẫn 100 quân xâm nhập Việt Nam. Ngày 19 tháng 9 năm 1986, khi vừa đặt chân lên biên giới Việt Nam toán quân Dương Văn Tư bị lực lượng biên phòng Việt Nam đồn 637, Lào và Campuchia chặn đánh và gây tổn thất. Ngày 1 tháng 12 năm 1986, ông mở cuộc hành quân Đông Tiến hai xâm nhập Việt Nam và đích thân chỉ huy. Khi toán quân chuẩn bị vượt sông Mê Công thì bị quân đội Lào Việt phối hợp bắn chặn nên buộc phải quay về căn cứ. Ngày 7 tháng 7 năm 1987, ông trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân Đông Tiến hai lần thứ hai với mục tiêu xâm nhập Việt Nam đến Tây Nguyên để xây dựng căn cứ. Theo kế hoạch, toán quân sẽ vượt sông Mê Công sang tỉnh xã La Văn miền Nam nước Lào rồi từ đó, dưới sự dẫn đường của 20 tên thổ phỉ Lào, sẽ đi về tỉnh Sê Công và xâm nhập khu vực ngã ba biên giới thuộc tỉnh Con Tum, Việt Nam. Ngày 11 tháng 7 năm 1987, đoàn quân vượt sông Mê Công vào đất Lào. 20 ngày sau khi tiến gần đến biên giới Việt Nam thì bị quân đội Lào phối hợp với quân du kích chặn đánh tổng cộng 15 trận. Đêm 27 tháng 8 năm 1987, trong trận đánh cuối cùng ông bị thương và tự sát, toán quân tan rã, một số chạy về Thái Lan, một số bị bắt sống. Trong toán quân có 130 người xâm nhập vào đất Lào thì 83 chết, 19 bị bắt sống, số còn lại đã bỏ trốn. Tháng 12 năm 1987, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam đã mở phiên tòa xét xử vụ án Hoàng Cơ Minh cùng đồng bọn và tuyên phạt một trung thân, 15 án từ 3 đến 19 năm tù giam, một án treo, một tha bổng. Sau khi trở về Hoa Kỳ, ngày 10 tháng 4 năm 1991 một số thành viên khác có tham gia trong chiến dịch Đông Tiến bị truy tố về các gian lận tài chính. Đông Tiến đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã xem video. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like và nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận video mới mà chúng tôi đăng tải kỳ tới quý vị nhé. Xin chào quý anh chị. Khi các anh chị xem video, thấy có banner chạy chữ dưới mỗi video. Nếu anh chị cần đặt quảng cáo sản phẩm, thương hiệu bất kỳ ngành nghề gì trên video như vậy. Hãy liên hệ số hotline trên màn hình của chúng tôi để đăng ký đặt quảng cáo anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã tin tưởng sử dụng dịch vụ chúng tôi cung cấp.